Ok. Mẹ, đang máu các bạn. Từ từ tôi nhặt cái gậy vừa nãy đó, vừa nãy tôi thấy là nó rơi ra. Ôi ôi, từ từ. Úi giời ơi, từ từ nào. Ôi, what the fuck? Ơ? Chết cha tôi rồi các bạn, chết cha tôi rồi. Thôi các bạn, cái này là cái giờ phút Rồi ok, hello anh em nhá. Ok các bạn, thì là cái này nó lại là một cái đích phụ mới của tôi. Thì thực ra là sáng nay với chiều nay là tôi cũng đã bỏ khá thời gian ra để tôi tìm hiểu về về cái chính sách livestream của YouTube. À, chính sách của Facebook chứ. Thì nói chung là tôi cũng chả biết tại sao mà nó cứ cấm like tôi suốt đấy các bạn. Thế là tôi đã lập một cái nick mới, thì nói chung là cái nick này tôi sẽ sử dụng nó giống như là cái nick chính, để kiểu là tôi sẽ sử dụng nó kiểu là nó active ấy. Thì chắc là Facebook thì nó sẽ không cấm tôi nữa đâu. Tôi mong là như thế các bạn. Đấy. Thì bây giờ thì nếu mà Facebook mà nó cho phép thì chắc là tôi sẽ like bằng cái nick này. Tôi mong là nó đừng có cấm tôi nữa các bạn. Hello anh em nhá. Hay chắc là tôi like bằng nick phụ nên là chắc là có nhiều anh em chưa biết ấy, nên là chưa có nhiều anh em vào xem lắm. Chúng ta sẽ cùng vào trước anh em nhá. Thì là trong buổi hôm qua là tôi kết thúc ở cái chỗ pháo đài đây. Đây. Đó. Đấy các bạn. Hôm nay là chúng ta sẽ phải đi cái pháo đài này. Từ từ đã. Tôi sẽ cần phải đào thêm một tí đá đây các bạn. Thôi thì trong lúc mình đợi cho các anh em nữa vào thì chúng ta đào thêm một tí đá các em nhá. Bởi vì mình cần thêm đá lắm. Sợ chốc nữa. Ui, từ từ nào. Úi giời, cẩn thận. Đây các bạn, mình đứng vào đây chứ không là con quỷ lớn nó bắn mình đấy. Sao mình dùng cái này mình chắn cái này vào. Rồi, được rồi. Rồi, khá là nguy hiểm. Tôi không biết là bây giờ tôi phải qua bên kia của gì nhỉ. Bây giờ mà có quỷ lửa bắn là chung là cũng nguy hiểm đấy. Ủa đây, nó bắn tôi đấy. Đây này, tôi có cung này, tôi không biết là nó đứng ở đấy, mình bắn nó rồi nó có rơi que không ta? À không, chắc là không cần bắn đâu anh em ạ, chắc là mình cứ từ từ mình qua đi nhỉ. Chắc mình cứ từ từ mình qua. Ôi từ từ anh em ạ, từ. Chắc là tôi đã đào một cái lỗ ở đây. Xong rồi tôi sẽ đi qua bên này nhỉ. Đấy, bên này cho nó an toàn. Đấy mình thì chắn chắn nó vào rồi các bạn. Chung là đi cái này là mình phải có khiên rồi, chứ không là chết đấy. Để từ tôi nhòm thử xem nó nào đây anh các bạn. Úi giời ơi. Có vẻ là bên trên này nó là một cái lồng spawn đấy. Trời ơi, nó mà đứng chắn thế này thì căng nhỉ. Thế bây giờ sao mà qua nhỉ? Mà là còn có cái con này nữa. Bây giờ mình đi qua phía này là con này đánh mình đây các bạn. Nên là tôi nghĩ là đi qua phía này nó hơi căng rồi. Chắc là phải đi ở bên này à. Khéo là phải chạy từ đằng kia lại đây anh em ạ. Đây này, đằng này. Kinh nhỉ. 10 phút nữa đài á. Không bao giờ đài luôn anh em ạ. Vô trễ vài phút này không sao. Anh em cứ vào đi, tôi đợi anh em ạ. Nó bật lửa là bắn còn ngược lại là không bắn à? À ừ đúng rồi. Gát kìa anh kìa, đúng rồi ấy. Thì ở chỗ này nó có mấy con quái luôn anh em ạ. Nó có cả con nhảy nữa. Rồi thì đấy con này. Đây này. Tôi tính chạy cái đường này qua này, thế nhưng mà nó có con này chắn này. Đó là căng anh em ạ. Bây giờ tôi vẫn chưa biết phải đi kiểu gì đây. Để tôi nhòm xem là con nhảy này là nó đang đứng ở luôn đây cửa kinh ấy nhở. Phải có cách nữa chứ. Đây các bạn, tôi sẽ thử cái trò này làm sao. Từ từ nấp. Nấp đi các bạn, từ từ á. Để tôi nhòm thử xung quanh có cái gì không đã. Đó được gọi là hội đồng. Mọi người ơi, mình vừa tìm được kênh. Gát kìa. Tôi đi vòng cái đường này các bạn. Đây này. Tôi đi ở đây làm sao. Tôi mong là tôi đừng có rơi xuống lava. Chung là đấy, mình nhảy. Thì nếu mà anh em mà muốn nhảy hôm này là anh em nhảy rồi anh em
anh em ấn ship ấy thì nó sẽ giữ anh em lại, nó sẽ không làm cho anh em tuột xuống. Thực ra là tôi nghĩ là buổi hôm nay là phần trăm mà tôi chết là khá là cao, tôi phải nói thật với anh em là như thế, bởi vì là tôi đi cái pháo đài này rất là kém thật sự. Tôi chỉ giỏi đi hang động thôi, chứ còn là đi pháo đài này tôi cực kỳ kém luôn. Nên là có thể là hôm nay sẽ là cái buổi live cuối của tôi ở trong trong cái này đây các bạn. Chết cha rồi, nó còn con đứng chắn ở đấy nữa, chết cha rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó có cái con hộp nó đứng ở đấy chắn đấy các bạn. Kinh quá nhờ. Chắc là tôi phải xử cái con này rồi anh ạ, chắc là tôi phải xử cái con mà đang bắn tôi ấy. À, đây này. Tôi nhìn thấy ở bên này nó cũng có cái đường vào này, thế hay tôi xây qua bên này nhỉ? Căng đang xây mà nó bắn được cái là cũng thốn nhỉ. Kinh nhỉ. À đây đây. Tôi thấy con này là nó tránh tránh xa xa rồi anh ạ. Được rồi, bây giờ tôi đã chạy thẳng nó luôn. Vừa chạy rồi vừa vừa để ý đấy anh em ạ. Ok rồi, có vẻ là nó bắn ngu rồi anh em ạ. Ừ, thành công rồi, bằng cách thần kia chúng ta thành công rồi, xây chắn nó vào. Ok, ăn cái đấy anh em ạ. Từ từ đọc bình luận của anh em cái nào. Chuẩn bị chết vì xương đen á, không bao giờ luôn. Tiên tri chắn rắn là con mót hội đồng á, là vào vẫy gọi anh kìa. Chứ mà gì chứ mà lava tôi sẽ không chơi cùng anh các bạn. Anh em tin tôi ổng sắp die. Còn lâu. Anh cũng đừng có mà khinh thường tôi. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Nó chết mà nó không rơi được cái gì anh em ạ. Kinh nhở, phải công nhận là pháo đài kinh phết nhở. Tôi nhòm thử xem có xương đen không. Thực ra là nếu mà có mỗi con quỷ lửa ấy thì nó đỡ, nhưng mà nó đi nó lòi thêm con xương đen, kiểu là con quỷ lửa nó đứng xa nó bắn ấy, rồi thì con xương đen là nó cứ đứng ở xung quanh nó bảo vệ con quỷ lửa ấy. Các anh các bạn này, nó có con xương này anh em ạ. Nếu mình gặp con xương ấy thì mình phải xây vào này rồi ấy, xong rồi mình đứng chém chân nó anh em ạ. Đấy. Nào, nói chung là chơi cho nó an toàn thôi anh ạ, chứ mà cứ mạo hiểm tính mạng là chết đi. Không đùa đâu, giáp tôi thì nó cũng gọi là giáp phò chuẩn. Mà tối nay anh em có xem đội tuyển Việt Nam đá không? Mới tối nay thì có đá bóng hả anh ạ? Tôi nhớ là vài ngày trước là nó có trận C1 gì ấy đúng không? Tôi thì tôi cũng không có xem đá bóng nên là tôi cũng chả biết gì anh em ạ. Thì tôi nghe nói là cái trận C1 đấy chung là nó khá là hay nhỉ. Ở đây có gì không? Ở đây nó chạy thẳng vào cái gì ấy. Chắc là bên này chắc cũng không có gì đâu. Chúng ta đi thẳng vào bên trong này làm sao? Kinh nhỉ? Sâu thế? Sao mà sâu thẳm thế? Để tôi chạy thẳng qua bên này làm sao? Đường cụt rồi anh em ạ. Chơi bẩn đó, chơi bẩn đâu? Chơi chiến thuật anh em. Chơi chơi chiến thuật anh em bảo chơi bẩn. Phải chơi chiến thuật anh em ạ. Cái xước này. Đúng rồi. Ôi, chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Chết cha rồi anh em ạ. Đây 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 đây. Đây đây. Úi giời ơi. Sao mà em nhanh được bằng anh? Ngon ngay các bạn. Ngon ngay. Đấy, cứ từ từ như này là chúng ta sẽ làm nên chuyện thôi. Thường là mấy cái chỗ mà nó đưa lên tầng như này này. Đây này. Thường mấy cái chỗ đưa lên tầng như này là nó có cái lồng spawn đấy anh em ạ. Là nó có lồng spawn quỷ đấy. Ghê lắm. Để nó chạy qua bên này đã làm sao anh em nhá. Cái này đường cụt à. Chắc là chúng ta phải đi lên rồi. Để từ từ tôi đi qua bên này làm sao. Ồ, bên này là nó có cái đường bậc thang lên. Ôi chết cha rồi. Ui, nó có cái lồng spawn đây đấy anh em. Ôi chết cha rồi. Chết cha rồi anh em ạ. Nó có lồng spawn rồi. Cái chắn chắn ở đằng sau ấy lại, chứ không chốc nữa là có skeleton đen nó đánh mình ở đằng sau đấy. Thiên đang luôn chờ anh á, thiên đàng luôn chờ anh á, lên thiên đàng á, còn lâu. Xem anh livestream còn hơn á. Nói chung là với mấy cái tình huống mà mình bị áp sát thế này thì nó cũng căng thẳng. Úi rồi.
chém cái rồi lùi đi các bạn. Kinh quá nhở. Tôi có mỗi 6 cái tên à. Thế thì chắc là mình cũng phải dùng rồi anh các bạn. Úi dồi ôi. Sao rồi? Đông lắm anh các bạn. Đông. Úi dồi ôi. Đông. Để tôi lên tôi dùng khiên tôi chơi bọn nó anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đừng. Tôi bị một cái. Đó là tôi nhìn thấy bọn nó đông là tôi sợ anh em ạ. Từ từ anh em ạ, căng quá. Bây giờ tôi không biết là tôi phải làm sao xử các bọn này. À, Tôi vừa mới nghĩ là một kế anh em ạ. Tôi không biết tại sao mà tôi lại suy nghĩ được cái này nữa. Đây anh em nhá. Đào đào hầm anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đào hầm. Đào hầm mà mình sẽ đi gần bọn nó. Tôi nghĩ là chắc là đào bao nhiêu ta. Đấy. Ừ. Chơi này an toàn đấy anh em ạ. Đấy anh em ạ. Tôi nhìn thấy ở trong này. À nếu vậy là tôi phải đi thêm một đoạn nữa. Nếu vậy tôi phải đào cái bên này thêm một đoạn nữa. Chắc là bao nhiêu nhỉ? Đây thì 3 ô đi nhỉ. Xong rồi tôi tiếp tục cái đào vào đây. Chắc là 5 đi nhỉ. 5 rồi. Xong tôi sẽ lên trên một tí. Rồi tôi sẽ lên trên thêm một tí nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ đào ngang qua. Chắc là tôi sẽ gặp chúng nó đấy. Đấy các em ạ. Đấy. Bây giờ ấy là cái chiến thuật của tôi là thế này. Tôi sẽ phá một bên đi. Đấy. Và chúng ta sẽ đứng ở như này. Đây tôi sẽ phá cái chỗ này đi. Đây đứng xuống đây để tôi nhòm thử. À đấy anh em ạ. Ngon. Ngon rồi. Đá đen à. Ê, từ từ. Hình như là tôi mới đánh nhầm cái Picklin thì mình chặn cái đường lại, chứ không là chốc cái Picklin là nó kéo đến xử mình đấy. Úi dồi ôi. Tôi vừa mới ló mặt xuống con chấm tốt luôn anh em ạ. Liều ăn nhiều anh ơi. Tôi không nghĩ là mình liều là mình sẽ ăn nhiều đâu anh em ạ. Kinh nhở. Ở đâu anh em ạ? Đây này. Tôi sẽ làm cái phiến anh em ạ. Tôi sẽ làm một cái phiến đá. Đấy, xong rồi tôi sẽ xây chắn cái này lại. Đấy, thì chúng nó sẽ không bắn được. Vậy cho nó an toàn. An toàn trên hết anh ạ. Đấy. Ngon không anh em ơi? Ngon không? Ngon không? Ui, quá ngon luôn đấy các bạn. Bây giờ mà có cách nào để mà tôi lại gần chúng nó hơn được thì tốt nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ đào cái cục này đi. Ở đây đây. Úi dồi ôi. Nó bắn qua cả đây luôn à. Kinh vậy. Thằng nào nó bắn vào cả đây luôn anh các bạn. Kinh nhỉ? Đây nếu vậy tôi sẽ thử làm cái trò này anh ạ. Tôi sẽ không dùng phiến nữa. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cầu thang luôn. Tôi dùng cái cầu thang cho nó nhỏ hơn. Đấy. Xong rồi phá cái phiến đi này. Đặt cái cầu thang vào đây các bạn. Đặt vào góc. Ôi chết cha rồi. Đặt vậy là nhầm rồi. Đặt vào góc này này. Đó. Thì mình sẽ chỉ có hở ra đúng một lỗ. Mình sẽ hở ra đúng một lỗ nhỏ. Ý em là ăn đam của tụi nó. Hello anh. Hello anh em. Giờ đai là phí đấy. Về đúng rồi đấy. Chơi chắc vào. Bây giờ phải chơi chắc đây anh em ạ. Về tìm kim cương xong làm cái bàn end trên hả. Anh em đừng có khinh tôi. Tôi qua được mà. Anh em cứ tin tôi. Thiên đàng luôn chờ đợi anh. Trời nhá trời nhá. Đấy đấy anh em ạ. Này an toàn này đấy. Đấy anh em. Ủi an toàn. Quá an toàn luôn. Nhưng mà bây giờ là đây này. Tôi sẽ phải tìm cách để tôi đứng gần vào bọn nó hơn anh em ạ. Nên là tôi sẽ cầm cái đá ba gian này này. Tôi phá một cục của tôi đặt cái. Đặt cái đấy vào đây đấy. Tôi từ từ tôi rút ngắn cái khoảng cách của bọn nó lại. Đấy từ từ mình rút ngắn lại các bạn. Đấy. Xong rồi chúng ta phá cái này đi. Chúng mày tới sớ rồi. Chúng mày tới số rồi. Đấy. Tôi thấy có vẻ tôi gần đến bọn nó đấy các bạn. Tôi sẽ xây tiếp ra này. Xong tôi phá cái này đi. Tôi sẽ xây một cục lên đây. Tôi sẽ tiếp tục tôi rút ngắn nữa lại. Chưa chào rồi. Chưa chào rồi. Đây nữa này. Tôi sẽ cần phải xây chỗ này nữa. Xây vào đây. Xây vào đây. Xong rồi thì mình xây một cái vào đây. À, an toàn chưa anh em? An toàn chưa? Xong rồi mình xây cái này đi được không? À đúng rồi. Mình phá cái này đi được. Rồi phá. Ôi từ từ. Bình tĩnh nào mấy em.
Đừng bao giờ khinh thường người khác. Đúng rồi đấy em, đúng rồi đấy. Đánh xong về tìm kim cương à? Ok. Vậy chốc nữa để tôi xem thử sẽ đánh xong, nếu mà tôi có hứng thì tôi đi tìm kim cương. Xong bây giờ là mình lại phá cục ấy tiếp anh em ạ. Mình sẽ lại phải tiếp tục mình lại phải rút ngắn khoảng cách. Đấy, xong mình lại tiếp tục mình xây cái đấy ra. Xây cái này vào đây. Đấy, xong đào này đi. Đào đi anh em ạ. Ôi, từ. Ấy, nhầm rồi. Tôi phải xây cái cục này vào trước, đúng rồi. Xong rồi thì mình sẽ xây một cục này ở đây ra. À không, tôi sẽ xây nó ở đây này. Đó, tôi đứng ở đây này. Tôi thấy là tôi cũng đã khá là gần một nó rồi đấy. Thế này chắc là tôi sẽ farm được ngon lành hơn rồi đấy anh em ạ nhờ. Đấy. Úi dồi ôi, kinh. Đây đó anh em ạ. Tôi sẽ phá cái này đi. Xong rồi tôi sẽ xây rộng chỗ này ra. Đấy. Này nó rộng rãi hơn nhờ. Từ từ, phải cầm khiên ra đấy anh em ạ. Nào các em. Cái bọn này mà chúng nó mà đứng lại gần đây tốt nhỉ. Đào cái cục ra. Ô, nó có một cái hầm ở đây à. Hình như là tay tôi nó vẫn hơi ngắn thế anh em ạ, nên là tôi vẫn chưa chém được. Hơi ngắn. Bây giờ sao nhở? Sao để mà mình chém được bọn nói cầm nhở? Thì cái bọn này ở đây đấy. Thỉnh thoảng là được anh em ạ, còn thỉnh thoảng là không. Úi dồi, từ. À đây. Tôi sẽ đào qua bên này làm sao. Nhạc căng thế. Sao nhạc gì mà căng thế. Úi dồi ôi. Cẩn thận đây anh em ạ, chứ không là mình chết đấy. Ôi từ từ nào. Sao mà cái nhạc của địa ngục nghe ghê thế. Cái nhạc này cứ như kiểu là nó ám tôi chết đấy anh em ạ. Ra solo á, sao mà ra solo đấy á. Mang bóng tuyết ném cho sướng ư nhỏ. Thế là buổi trước thì anh không nhắc tôi. Quên ở nhà luôn rồi. Nhanh trí bật Modric. Hello ông. Hello anh em. Hello anh em Hà nhá. Hello anh em Thịnh. Hello anh em. Để phá cái này lên này. À, ở đây tôi có chém được nó không? Từ. Bị hở ra một lỗ ở đây này. Tây cái này vào. Úi giời ơi. Cái bọn này nó ác liệt lắm, nó bắn nó không cho tôi thở anh em ạ. Hình như là tôi ở chỗ nào là bọn nó sẽ bay né né tôi ra sao ấy. Sao mà cái bọn này khôn thế nhở. Khôn lắm anh em ạ. Thế nếu vậy thì tôi sẽ phải cần có hai chỗ để tôi đứng. Ui giời ơi. Nó bắn chuột nhở. Nó bắn tôi một phát mà tôi mất 2.5 đấy. Nó bắn tôi 4 phát là tôi chết đấy anh em ạ. Kinh nhở. Kinh đấy. Đàm to thế. Ê, ô được kéo hờ. Úi dồi, từ từ nào. Để tôi qua, tôi chiến luôn đi kéo nhá. Cái bọn này tôi sợ quái gì. Nào. Quái nào mà nó đông thế anh em ơi. Nó đông quá anh em ạ. Đông quá. Từ từ anh em ạ, từ từ. Ê, ủa. Tôi chặt vào người nó là tôi. Ui ôi, từ từ. Kinh quá, nó khỏe lắm đấy anh em ạ. Khỏe lắm đấy, không đùa đâu. Cẩn thận đấy. Sợ quá anh em ạ. Ghê quá. Nó khỏe thế nhở. Để đỡ lúc chết thì làm sao. Có tên hết tên rồi. Ông đi uống nước đi, anh đi vệ sinh đi. Từ từ. Chưa buồn, chưa khát, từ từ. Anh em cứ từ từ. Nghe là cái bọn này nó ác liệt thế nhở. Tôi chỉ muốn vài que lửa tôi mang về nhà tôi trang trí thôi mà. Cái bọn này. Úi giời ôi. Hình như là nó rơi ra được một cái que đấy các bạn. Đây tôi qua nhặt. Úi nhanh. Ôi trời ơi. Nhanh. Úi giời ôi. Tôi nhặt được một cái que rồi. Một cái ở đây các bạn. Càng thế nhở. Càng. Úi giời. Úi dồi ôi. Ô. Được thêm một cái nữa rồi kìa. Tôi sẽ thử xây rộng cái chỗ này ra làm sao. Xây rộng nó ra. Đấy, xong rồi thì chúng ta cũng xây rộng cái này ra các bạn.
Thế thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta đi qua được bên này, ăn được cái que rồi. Tôi sẽ cố gắng để tôi úi dồi ôi đông lắm kinh. Úi dồi, từ từ nào. Mày đừng có láo, cái này là hầm của tao. Hầm của tao. Bình tĩnh các em ạ, bình tĩnh nhỉ, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đồng thế nhở. Úi, úi dồi ôi. Tôi vừa mới chém nó một cái rồi. Rồi tôi giơ kia lên luôn đây các em ạ. Thế mà nó cũng bắn kịp tôi luôn. Sao mà cái bọn nó điên thế nhở. Kinh quá anh em ạ. Úi dồi. Kinh thế nhở. Kinh quá anh em ạ. Úi dồi ôi. Rồi. Rơi thêm được một cái nữa rồi các bạn. Tôi sẽ tiếp tục tôi xây ra. Tôi sẽ từ từ làm nghe thành địa bàn của tôi. Úi dồi ôi, từ từ nào. Kinh quá, kinh quá, kinh quá. Ghê quá, ghê quá. Từ từ đọc comment của anh em cái nhá. Về đây á, không chết đâu, không chết đâu. Nhạc căng lắm anh các bạn. Em tưởng đem về làm mắt Ender. Ừ đúng rồi, tôi mang gậy về tôi làm mắt Ender mà. Quan tài ấm áp táo anh. Còn lâu anh ạ, còn lâu nhá, còn lâu. Có cái giường kìa anh, ừ nhỏ. Hay tôi lôi giường tôi cảm tử bọn nói trong nhỏ. Nhỏ. Ok. Mẹ, đang máu anh các bạn. Từ từ tôi nhặt cái gậy vừa nãy là tôi thấy là nó rơi ra. Ôi, từ từ. Úi dồi, từ từ nào. Ôi, what the fuck. Ơ, chết cha tôi rồi anh ạ, chết cha tôi rồi. Thôi anh em ạ, cái này là cái giờ phút cái này là cái giờ phút Ui, what the fuck. What the fuck. Tại sao mà tôi sống nữa. Tại sao mà tôi sống được anh em ơi. Tại sao mà tôi lại sống được. Anh em thấy tài cát hát co chưa? Anh em thấy tài cát hát co của anh em chưa? Like đi anh em, like luôn anh em ơi. Like luôn anh em ạ. Kinh không? Kinh không? Ghê không? Ghê không? Giờ mà anh em thấy ghê thì anh em comment số 1 cho xem cái nào. Quá ghê luôn. Yeah. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đi bụi rồi đây anh em ạ. Hơn cả Dream nhá, hơn cả Dream anh em ạ, hơn cả Dream. Tôi chơi speedrun nên chắc là tôi win Dream luôn thật. Bây giờ phải xây chắn chắn cái này lại anh ạ, chứ không là nó spawn ra đằng sau đấy. Chết chào đây anh em ạ. Càng quá. Càng quá. Mà cái bọn này nó lại còn chưa đánh lén nữa chứ. Càng thế. Trời thế. Bình tĩnh nào các anh, các anh. Chết chào rồi. Tôi là bây giờ là tôi không. Cái kiện của tôi là nó sắp hết rồi đấy anh ạ. Từ từ. Cứ bình tĩnh ạ, cứ bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Thần chết trượt chân á. Thực ra ui ôi. Thực ra thần chết không trượt chân đâu. Mà là tôi vả mồm thần chết đây các bạn ạ. Láo. Láo tuét. Thần mới trả. Ơ thế quái nào mà tôi không chém tới vậy. Buồn cười nhỉ. Để tôi chết cha rồi, nhưng mà khiên của tôi. Khiên của tôi sắp hỏng rồi các bạn ạ. Căng thẳng. Đây tôi sẽ. Tôi sẽ chơi tôi sẽ chơi cảm tử. Không. Tôi sẽ không chơi cảm tử đâu. Tôi sẽ chơi thức ăn. Tôi vừa nhặt được. Tôi vừa nhặt được một cái cầu thang mà sao giờ tôi còn có đúng một cái này. Tôi buồn cười này. Tôi sẽ phá cái này đi. Đây. Tôi sẽ phá cái này đi các bạn. Ôi giời ơi. Từ từ nào em. Nó láo thật, nó đánh tôi các bạn. Kinh quá. Ghê quá. Căng thẳng quá. Sao nãy nó có một con ở đây mà nó đi đâu rồi nhở. Úi dồi ôi. Kinh quá. Rồi. Này chắc cũng an toàn rồi. Bây giờ là mình phải xây chắn chắn lại cái đằng sau này các bạn. Chắn chắn lại chứ không chốc nữa là nó spawn ra đấy. Không chốc là nó spawn ở đằng sau mình đấy. Kinh thật. Kinh quá. Hơn cả chơi game kinh dị luôn đấy các bạn. Để tôi ăn cái đã.
Trời ơi, tôi cứ nghĩ là tôi chết rồi chứ. Không chết đâu, thần chết chấm đầu anh trượt đó. Tôi né đây các bạn. Anh đặt phiến xuống nó không support à? Thế à? Vỡ khiên rồi anh ơi, ừ nó cũng xong vỡ khiên rồi nhưng mà không sao đâu anh các bạn. Nói chung là tôi chơi cần gì khiên. Vỡ mẹ khiên thì không chết đâu, đây anh em cứ yên tâm. Anh em cứ yên tâm. Úi giời ơi, láo. Ấy, ấy, quái nào mà tôi lại không xây được ra nhỉ? Ở à, đây, đây, để tôi... tôi nghe tiếng mày có lợn nó cứ kêu mày các bạn. Không biết là nó kêu quái gì. Ấy, xây chấm nó vào. Ui, từ từ nào. Từ từ nào. Chúng mày đừng có vào hầm của anh, cái này là hầm của anh, chúng mày cứ láo nhỉ. Đây, tôi xây chắn cái cục này ra, rồi. Để từ từ lấn tới, ui. Tôi được 3 que rồi, khó khăn lắm nhưng mà được 3 que ở đây các bạn. Tôi phá bố nó cái lồng spawn đi các bạn, căng thẳng quá. Căng quá. Chưa mình cứ để cái lồng spawn là cũng căng, cũng thế mà cái lúc tôi đi mà tôi không mang theo gỗ hay mang theo sắt nhỉ. Không mà tôi làm cái khiên mới tôi đần quá. Bây giờ cách nào không ta? Đây, tôi sẽ phá một ô xuống để tôi nhòm thử không sao nào. Úi giời ơi, từ từ nào các em. Xây cái này ra. Đấy, mình từ từ mình tiếp cận anh em, mình từ từ mình tiếp cận. Đã từ từ từng bước từng bước. Ôi từ từ nào. Ui sao mà bọn nó nhanh thế. Bây giờ tôi không đặt được block luôn này. Tôi không đặt được block luôn anh em ạ. Có vẻ là bọn nó khá là nhanh. Lần trước chơi liều ra chém nó bắn cho cháy đít. Tôi đào hầm vào anh em ạ. Đào hầm nên bây giờ mình đào hào vào đấy. Kiểu là nó giống hồi xưa là kiểu là Việt Nam đi chiến đấu ấy. Bây giờ mình đào hào vào. Úi dồi ôi, từ từ nào các anh. Úi dồi ôi, căng nhờ. Tôi sẽ lấy cái này ra để tôi chắn nó vào. Tôi chắn nó vào đây đi. Chắn nó vào đây. Đây 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 đây. Cái này cho an toàn. Đấy. Ê. Này cho an toàn đấy các bạn. Đấy. Xong rồi tôi sẽ xây thêm một cục nữa ở đây. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nó bắn thế nào mà nó bắn được vậy anh em. Sao cho cái bọn này nó thiện xạ anh em. Kinh cái nhỏ. Mày này. Nó chết thêm một con rồi anh ạ. Mày này. Kinh nhỉ. Gọi thiện xạ quá các bạn. Vỡ trận rồi. Không vỡ được đâu. Vỡ thì tôi vẫn còn chiến thuật anh em ạ. Nói chung là tôi lúc nào tôi cũng có kế hoạch. Anh em kia yên tâm nhá. Anh em không phải lo. Úi dồi ôi đấy. Nói chung là cứ bình tĩnh anh em ạ. Đấy sẽ chắn nó lên. Tôi đây là tôi giải phóng được cái vùng này rồi đấy. Đấy. Tôi đang dần dần là tôi. Úi dồi ôi, từ từ. Từ từ nào em. Cứ từ từ nào em. Cầm khiên ra. Cầm khiên ta. Mày này phải láo cái này. Ăn ta. Kinh nhở, để tôi xoay chắn nó ra đây. À, thì nó sẽ không đi qua được. Ôi thế quái nào mà con này thì bị sao này hờ. Úi dồi ôi. Trời ơi cái con kia nó bắn hỏng luôn cả cái que lửa của tôi rồi. Úi dồi ôi. Ăn cái đã anh ạ, tôi ăn cái đã. Anh có chế bắt qua không? Không anh em ạ. IQ quỷ lửa hơi bị cao anh ạ. Ờ. Thực ra tôi khá là ghét cái bọn này. Nó cứ bắn tôi nó láo quá. Úi dồi ôi, từ từ. Từ từ anh ạ, đây này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây hầm ở chỗ này. Đấy. Đấy. Úi, từ từ nào em. Úi. Úi dồi ôi. Ôi từ từ nào. Xây lên nào. Xây vào đây nào rồi. Tôi xây vào đây. Ok rồi các bạn. Ngon đấy. Tôi đang dần dần đánh chiếm được cái nhà của bọn nó rồi. Úi dồi ôi, nó có một con nó đứng ở đây nó canh tôi chứ. Kinh thế. Ui từ từ nào. Căng nha các bạn. Căng để tôi xây cái này ra. Tôi nhòm thử xem là mấy con đợi ở đâu rồi. Kinh nhỉ. Ỏng. Ôi chết chết. Chết cha rồi. Bị cháy rồi. Nhưng không sao anh em. Bởi vì giáp tôi nó cũng trâu trâu. Nên là cũng không sao đâu. Ok cậu không sao đâu. Tiên tri đúng là anh bị hội đồng. Địa đạo tài cát.
Cái khiên anh em đừng lo, lên Shopee mua khiên rồi. Mua được cái tôi mua rồi anh em ạ. Thôi thì không có khiên thì giờ thì mình cầm cuốc thôi, kiểu mình cầm cuốc mình dọa nó ấy. Đấy, cái này thôi anh ạ. Đấy, cuốc thôi. Em tiên tri quá đúng. Không sao, tôi chắc chắn với anh em là tôi sẽ xử lý được bọn này, chắc chắn với anh em luôn. Láo này, đấy, chết luôn rồi. Ui, từ từ nào mấy em. Bây giờ tôi sẽ phải xây lên bên trên này các bạn, đây này. Đấy, xây chắn chắn này bên trên này. Ở đây nữa này. Đó, xây chắn chắn nó vào. Bây giờ là mình chỉ có solo với con này thôi. Úi giời ơi. Sao mà nó đứng vậy mà nó bắn tôi nhỉ? Chết rồi. Tôi được 5 que rồi. Tôi tiếp tục qua bên này để đánh bên này. Nào em, chắn nó vào. Kinh nhở. Đây, tôi đã xây tôi có đây rồi, may quá là tôi còn cái này. Tôi đã xây chắn cái này vào. Ôi, chắn thế này à? À đây, thế nó có con này bên này không? Hình như là chỉ còn có đúng một con đấy các bạn. Còn có đúng một con thôi. Nhở. Chuẩn rồi. Đây này, nó còn một con là nó trốn ở trong này này anh em ạ. Đâu? Đấy. Mày này. Nó chết rồi anh em ạ. Nó chết rồi. Sau những cái giờ phút rất là khó khăn thì chúng ta cũng đã có được 6 que lửa rồi anh em ạ. 6 que rồi. Úi dồi ôi. Được rồi anh em ạ. Đủ rồi. Tôi nghĩ là này là ok rồi. Để chúng ta cùng về thôi. Đấy, cái này chính là cái chiến thuật mà hồi xưa mà ông cha ta sử dụng đây các bạn. Chậm mà chắc, an toàn thôi, em kinh không. Thế nhưng mà tôi thấy bọn lợn nó vẫn bực tôi đấy. Đây các bạn, thì thế là bọn lợn nó vẫn bực anh em ấy. Thì anh em có thể làm cho chúng nó hết bực bằng cách là anh em thoát game ra, rồi anh em vào lại. Về xô nước á. Đánh mệt quá thì ngủ thôi. Ngủ. Anh em cứ tranh thủ, anh em canh thời gian, anh em lừa tôi, mẹ vãi lì, anh em thật. Tìm kim cương ra cách tôi đi từ từ, anh em cứ bình tĩnh anh em. Còn cái giường. Không phải ngủ, tầm này không mệt đấy ạ, không mệt. Hình như là Piglin nó vẫn bực tôi sao ấy. Phát rồi mà Piglin nó vẫn bực tôi mà kệ bố nó đi anh ạ. Ồ, Piglin nó phò mà. Bây giờ về đường gì nhỉ, bây giờ về đường nào ta. Ui, đây là tôi đang đi lên anh em ơi. Ô, có vàng này. Chắc là tôi đào vàng tí các bạn, đào vàng tí. Là bởi vì là mình cần nó ngọc mà đúng không? Mình cần nó ngọc Ender thì mình cũng cần phải trao đổi bọn Piglin ấy. Để nó vứt cho mình ngọc nữa nên là tranh thủ ấy các bạn ơi. Rồi có hai cục Wigan Gat kìa. Tôi sẽ trèo lên trên này làm sao. Và bây giờ nó không còn khiên nữa chứ bây giờ căng nhỉ. Bây giờ mà gặp thêm một cái ổ nữa của bọn... Úi dồi ôi. Thôi các bạn. Nói chung là tôi không nghĩ là mình chơi được đâu. Ui. Anh em thấy cái bọn quỷ lửa nó bắn chưa? Cái bọn này nó điên lắm anh em ạ. Cảm giác như chúng có thiện xạ ấy. Tôi không hiểu cái kiểu quái gì mà chúng có đứng đấy mà chúng có bắn được. Bọn điên thật. Thôi bây giờ về anh em, đi về thôi chứ mà chơi cái này nữa chắc là chết thật đấy. Hôm nay là tôi đã suýt chết ở đây. Hôm nay suýt tí nữa là chúng ta phải lập vua mới ở đây kìa. Thế là gọi là nó cũng đã khá thành công rồi. May chúng ta cũng đã thoát ra được khỏi cái tình huống chớ trêu rồi. Cái này là cái chỗ nào mà đẹp thế này? Đẹp chưa? Đẹp chưa anh em nhỉ? Thông minh. Quan tài còn dư một chỗ á. Dư một chỗ là để tôi cho quái vào đây kìa. Chứ mà nó không phải dành cho tôi đâu. Anh em đừng có lo. Đấy, nhạc lên đấy. Nhạc hốp đấy kìa. Úi dồi ôi, từ từ. Úi ôi. Ghê rồi. Tôi sẽ tìm cách để tôi đi qua cái chỗ này nè. Chứ mà tôi nghĩ là nó phải có đồ ngon đằng sau chỗ này anh em ạ. Ơ, sao nó vừa có con quỷ lửa đấy mà, đâu rồi anh em? Đen này, Skaden này. Thử thách anh đào được 15 cục kim cương á. Anh em cứ từ từ. Anh em cứ từ từ. Tôi sẽ đi đào kim cương cho cách anh em mà. Anh em cứ từ từ.
Để các nhóm thử không nào. Nhưng mà mỗi tội giờ đang ở trong địa ngục ấy các bạn, nên là mình sẽ tử ấy các bạn. Bây giờ mà tìm được cái bướu neo dơ nữa là tôi làm thuốc cái ngon anh ạ. Mình cố gắng mình đi tìm thêm cái bướu neo dơ nhỉ. Nó ở đâu ta? Ôi, cái khói đấy là khói con quỷ lửa đấy. Úi dồi ôi. Đấy thôi rồi, tôi nhốt con quỷ lửa lại. Có ở đâu không? Xung quanh đây có cái chỗ nào có bướu neo dơ không? Ô có rương này. Nó có mỗi ba cây bướu nhưng mà có sắt này. Và tôi lại không mang gỗ luôn đây kìa. Bây giờ mà tôi mang gỗ là tôi làm một khiên rồi. Trời ơi, tôi không mang gỗ luôn chứ. Thốn nhở. Ui giời, cái gì đấy? À, ngã ai các bạn, ngã. À đây rồi. Đây rồi anh em ơi, tôi tìm được cái ruộng ấy rồi. Mang cái đống này về mình có chế thuốc anh em ạ. Tôi chắn cái đường cái lại đã cho nó an toàn đã. Ok. Tôi sẽ mang luôn cái cát linh hồn về đi. Để mình còn trồng chứ đúng không? Anh có ý định xây nhà xí lại không? Thì nếu mà tương lai mà tôi mà đi đâu xa mà tôi không có nhà, chắc là tôi sẽ lại xây thêm một cái nhà xí. Yo bro, hello anh em chung. Thắc anh giết Wizard Boss. Từ từ anh em. Bây giờ nó mới có ngày 22 thì đã làm gì mà giết được anh em, từ từ. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Từ từ rồi khoai nó mới nhừ anh em nhá. Từ từ. Chắc chắn là rồi sẽ tới lúc mà tôi xử con đấy thôi. Trong cái series hardcore 1000 năm của tôi là tôi xử nó rồi mà. Hình như ở đây vùng tàn tích hay sao ấy. Thế nên là nó có mấy cái khói này này. Ôi có vàng này. Có dụng cụ đánh lửa. Thôi thì chúng ta đang ở trong rồi, chúng ta tranh thủ chúng ta đi loot tí nhỉ. Chứ mà nó cũng ít khi chúng ta vào đây. Áo vàng à? À phôi sắt có cái yên ngựa này này. Cái áo vàng này của tôi à? Ừ thì nó cũng không có cái gì khác nhau lắm nhỉ. Thôi là tôi mặc áo vào đi. Rồi. Thế con quỷ lửa trong này nói chung là nó cũng làm gì có cái gì nó liên quan tới nổ đâu đúng không? Nên là cũng không sao. Thì mình có thay cái áo vàng mà nó không có khả năng được. Anh biết cách vào server không? Khi ở máy PE. Máy PE thì tôi không biết. À mà tôi nhớ là hồi trước là tôi cũng có chơi. Tôi có chơi cùng bạn ở trên máy PE đấy. Nhưng mà lâu quá rồi không chơi rồi tôi quên luôn rồi anh ạ. Hình như là anh em cứ mở mạng LAN. À anh em phải có cái RIAM ấy. Cái RIAM thì anh em phải mất tiền mua ấy. Là anh em mất 90.000 một ngày anh em, à nhầm. Anh em mất 90.000 một tháng ấy. Tôi nhớ là như thế. Hồi trước là tôi với bạn tôi chơi là như thế. Anh chế thuốc chơi đồ kìa. Ồ oh, cái này là cái block cát linh hồn này. Nếu vậy là bên trên này nó là cái vùng thung lũng à? Đúng không? Để tôi chạy qua bên. Ui trời ơi, từ từ. Ôi. Trời ơi, tôi quên mất là tôi hỏng khiên rồi, tôi quên. Ơ cái gì đấy? Ui cái gì đấy? Trời ơi. Xây, rồi. Xây. Thôi anh ạ, chắc là về thôi nhỉ. Chứ mà tôi không có khiên thì làm sao mà tôi chơi được cái bọn nó. Chắc là tìm được về thôi anh ạ. Chứ mà căng quá. Căng quá, cái chỗ này là cái chỗ nào đây? Ồ oh. Đây thung lũng thật. Uầy sao em. Cái gì đấy? Ôi sao tôi nghe tiếng cái con hộp dung nham. Ở đâu rồi? Đừng có nhảy vào người tôi. Tôi nghe tiếng nó gần lắm. Sao mà tôi trông cái bên kia đẹp ấy nhỉ? Đây này, trông đẹp nhỉ anh em nhỉ? Hay là mình qua mình khám phá thử phát nhỉ? Ui căng thế. Sao mà con kia nó cứ nhảy nhảy đâu ghê nhỉ? Sợ nhỉ? Xung quanh đây có cái chỗ nào an toàn tôi đi không? Mà tôi có không nhớ cái đường về nhà tôi ở đâu anh em ạ? Chết cha rồi. Tập này lưỡi. Ui chết cha rồi. Sao lại con quỷ lửa kia kia? Trời ơi anh em nhìn kìa. Ác mộng rồi. Ác mộng rồi các bạn. Nether có gỗ, ừ đúng rồi. Thì Nether có gỗ nhưng mà cái vùng tôi spawn ra nó lại không có gỗ anh em ạ. Thế nó mới thốn chứ. Ác mộng rồi. Anh có cách nào vào miễn phí không? Chứ không biết cách chơi miễn phí ấy các bạn. Cầm xô nước. Nhảy xuống đi anh. À này. Thế quái nào mà con kia bỏ rồi các bạn. May mắn. Lạc đường về là vừa. Nói chung là về thôi anh ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ về thôi. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi?
Thì sao nó vừa đứng ở đây ở đâu rồi? Ôi! Skeren anh ơi, Skeren! Skeren! Tôi đã xây chặt nó lại. Sao nhạc nghe ghê thế? Úi dồi ôi! Chắn. Rồi, được rồi. Mình đi cái đường nào mình về ấy, kéo chứ chào, tôi quên cái đường về luôn rồi anh kéo ạ. Bây giờ mình đi cái đường nào mình về ta? Tôi nhớ là vừa nãy mình ở một cái chỗ nào mà nó có cái hồ ấy. Hình như là cái chỗ này là nó không phải là đường về ấy các bạn. Nhảy lên nóc ấy à? Nhảy lên nóc à? Từ từ ấy các bạn, từ từ để tôi tìm thử xem. Nếu mà không có đường thì tôi sẽ phải... Tôi sẽ phải đi lên nóc. Hình như là cái đường cái này. Đúng rồi các bạn. Đây này, tôi nhớ là vừa nãy... Ôi trời ơi, cái gì đấy? Tại sao lại có quỷ lửa ở đây nhỉ? Căng thế nhở, để tôi nhòm thử xem là nó đang ở đâu. Nó đang ở đây này. Đây làm sao mà giết nó nhở? Úi dồi ôi. Ngon luôn đi các bạn, ngon luôn. Tôi đi cái đường nào về ấy nhở? Chạy thẳng đường này đúng không anh em? Lại quỷ lửa đấy kìa. Úi dồi ôi. Chắc là chạy thẳng qua thôi các bạn. Tôi chạy thẳng qua luôn. Kinh thế. Chắn nó lại rồi. Tôi mong là cái đường này là cái đường về. Ôi cái đường này là cái đường cụt đấy các bạn. Nó chả phải là cái đường về hả? Hình như là cái đường bên cạnh ấy. Tôi nhớ là cái đường bên cạnh nó là cái đường về. Không kỳ thị người da đen. Đúng rồi anh em. Đường về nhà là... Bảo tim ta chớ có đâu mà xa. Chỉ nói hai con scare đen. Wither. Nhảy lên trên nóc. Đây các bạn. Tôi phải liều mình có chạy qua đây rồi. Úi dồi ôi. Từ từ scare ơi. Úi dồi ôi. Thế nhưng mà scare thì chắc là nó cũng không khỏe lắm đâu. Úi dồi ôi. Nó chết rồi. Thì scare thì nói chung là nó cũng yếu anh các bạn. Thì mình có giáp rồi scare nó cũng yếu rồi. Sợ là sợ con quỷ lửa thôi. Ủa có Piglin kìa. Ô này. Ôi. Em chào anh Piglin. Này vạc anh ấy. Anh có ngọc không thì anh vứt cho em ngọc anh nhá. Quái nào mà lại gặp anh Piglin ở trong pháo đài. Khá là hiếm đấy các bạn. Thường là tôi không gặp trong pháo đài đâu. Ơ. Này anh này. Chắc là chúng ta sẽ đứng đổi đồ với anh ấy tí ấy các bạn. Tôi mong là anh vứt cho tôi ngọc. Anh vứt cho em ngọc anh nhá. Anh đừng vứt cho em mấy cái ba vẩn đấy. Ăn tí đã. Hồi trước là cái nhà của tôi nó ở đâu ấy nhở? Chết cha rồi. Tôi còn không nhớ cái tọa độ. Cái cổng địa ngục của tôi ở đâu ấy các bạn. Anh có vứt cho tôi ngọc không? Sao anh vứt tôi sỏi này? Sỏi chả cần đâu đúng không? Sợi chỉ à? Cái sợi chỉ tôi làm được cái gì không nhỉ? Sợi chỉ hình như hiện tại tôi cũng chả làm được cái gì có ích đúng không? Thằng rào không cần đâu. Thịt thối rữa này. Cầu lửa. Gạch nether à? Gia thuộc chả cần à? Anh vứt cho em ngọc đi anh ơi. Hắc tiện thạch à? Có ngọc không? Cái cầu thang này không cần đâu này. Cái yên ngựa thì cũng được. Chả được cái gì có ích các bạn. Được cái này là hắc hạnh thạch đúng không? Ít ra là được một cục hắc hạnh thạch. Được rồi, thôi đi về rồi anh ạ. Vào app data mà sẽ ông có chục tọa độ mà một cục vàng bằng một cục đất. Tí vứt ra một stack kim cương. Không có đâu anh em. Cái đường nào đây này, tôi nhớ là cái đường này về này các bạn. Nhưng mà theo tôi nhớ là cái đường này là sẽ đưa tôi về. Ôi trời ơi. Ôi quỷ ơi, từ từ quỷ ơi. Úi giời ơi, ok rồi anh các bạn. Cái đường này đưa tôi về đúng không? Mà sao mà nó lại có hai quỷ chắn ở đây các bạn. Kinh nhỉ. Bây giờ sao mà tôi chơi được với hai con này nhỉ? Nó có tận hai con đúng không? Nó có tận hai con đấy các bạn. Căng nhỉ.
Hình như là nó có một con đây các bạn. Ở đây có hai con này. Không biết cái chỗ ấy nó có phải là cái đường về không anh em nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hay là ở đấy. Ui dồi ôi. Để tôi anh scare death ơi. Ui dồi ôi, tôi ăn. Tôi ăn một phát rồi các bạn. Ui dồi ôi, đau thế. Đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá. Thật sự là tôi đi cái pháo đài này tôi hơi gà anh em ạ. Bởi vì là tôi chỉ giỏi đi hang động thôi, chứ còn tôi đi pháo đài là tôi sợ lắm. Cho nên là kiểu là bây giờ tôi bị đánh tâm lý, tôi lo anh ạ. Rùn. Rùn. Cái đường nào đi về ta, vì sao mà sao cái con kia nó cứ nhảy. Thế hay là mình đi cái đường này về anh em. Sao mà tôi nghe tiếng cái con kia nhảy gần thế. Cái đường này đường cụt này anh em ạ. Chắc chắn là cái đường này là đường về rồi. Chắc chắn luôn anh em ạ. Chắc chắn luôn cái đường này này. Cái tỷ lệ trao đổi với con Peklin ra đổi ngon là rất thấp. Ừ còn lại rác rất cao hả. Ừ đúng rồi đây anh em ạ. Tôi đã thử nhòm xem còn ở đây đấy. Đã hết rồi đấy. Thì kiểu là thì mình xa nó quá. Ô chỗ ôi, chỗ này nó là chỗ spawn à. Thế quái nào mà nó lại vẫn spawn à. Buồn cười nhỉ. Thì sao mà tôi phá đi rồi mà sao mà nó lại vẫn spawn ra anh em. Tôi ui rồi chém nào ôi từ nào chém ấy quái nào mà lại em lại xịt nhở. Đâu rồi ơ nó chết rồi các ạ. Quái nào ơ ừ. Cái đường về của tôi là cái đường nào anh em ơi. Bây giờ thì tôi phải đi đường nào tôi về không nhở. Buồn cười nhở. Úi dồi ôi. Ôi ở bên kia nó có một con quỷ lửa nữa kìa. Ôi Chắc là tôi sẽ giết luôn con này. Quỷ. Ôi con này nó bay lên cao rồi. Nó bay lên này thì thôi bỏ đi cả. Thôi bỏ đi. Ô nó có một con lợn nhỏ kìa. Buồn cười nhở. Để chạy thử cái đường này tôi về làm sao. Úi dồi ôi. Kinh thế. Nhiều quái thế. Không biết cái đường này nó có phải là đường về không. Mong là nó đúng anh em ạ. Lên nóc lâu đài à. Chắc là một lúc nữa là phải đi lên nóc rồi. Chứ mà thế này nó cũng căng quá nhở. Đường là đường cụt rồi. Ui dồi ôi, spawn ra kìa. Nó bắt đầu spawn rồi. Nhưng mà ít ra là tôi cũng đã thoát ra đường bên ngoài rồi anh em ạ. Thoát ra bên ngoài thế này thì khả năng là để từ từ tôi ra ngoài để tôi xem thử xem là trước là tôi chụp cái ảnh cái địa ngục là cái ảnh cái cổng của tôi là nó ở tọa độ nào anh em nhá. Cho tôi 2 phút đấy các bạn. Để tôi xem là cái ảnh đấy đâu ấy nhỉ. Nó ở 197 và ok 197 và trừ 239 anh em ạ. Để tôi ghi lại 197 197 và trừ 239. Đấy ok. Bây giờ tôi sẽ chạy về phía đấy. Ui thì nếu vậy thì tôi cũng ở chung là nó cũng không có gần đâu. Mình phải chạy về cái hướng này đấy các ạ. Phải chạy về có đúng không. Chạy về hướng này này. Phải chạy về cái hướng này này các bạn. Đào hầm rồi. Phải đào hầm rồi các ạ. Bây giờ phải đào hầm về rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đào cái hướng này. Chỉ hardcore nói chung là nó cực lắm anh các bạn, nó cực lắm. 197 239. Nhanh trí nhảy vào lava là về luôn. Về một phát là về thế giới mới luôn đây các bạn. Về phát là về luôn thế giới hardcore mới đấy. Bao nhiêu rồi. Nói chung là bây giờ chăm chỉ đào thôi chứ biết sao được cái kia. Chăm chỉ thôi. Có làm mới có ăn anh em ạ. Không làm mà đòi ăn thì có mà ăn cốt ăn đồ bò.
ít ra là mình có nhiều đá này, tương lai kiểu là mình đi đâu ấy, mình cần đá xây nhà thì mình cứ dùng đá địa ngục mình xây cho nó màu đỏ đẹp ấy các em nhỉ. Anh em toàn comment lệnh kêu. Mà nếu mà mình dùng lệnh kêu thì là tôi sẽ giết tôi ấy đúng không? Thực ra thỉnh thoảng là tôi cũng có hay dùng thử cái lệnh kêu. Thì kiểu là tôi cũng đéo hiểu cái lệnh nó hoạt động gì ấy các bạn. Kiểu là đôi khi mà nó spawn ra con rồng to vãi mà kiểu mà tôi muốn giết nó mà tôi viết cái lệnh giết rồng ấy, tôi đánh chết Enter Dragon vào đấy. Thế mà nó không giết anh ạ, à, nó buồn cười lắm, tôi cũng chả biết làm sao để dùng được cái lệnh đấy nữa, nó buồn cười thật ấy. Cô này, nó ra rồi các bạn. Ra rồi. Ôi. Ô này tôi đào phát nó ra một cái pháo đài này. Pháo đài này nó là cái pháo đài mà vừa nãy mà tôi đi à? Hay là một pháo đài mới? À không không. Cái này chính là cái chỗ mà nãy mà tôi vào đây này. Đúng rồi, tôi nhớ rồi đây này. Đây này. Cái hầm này chính là ui từ. Nhảy quá. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây này đấy. Chỗ này chính là cái chỗ mà lúc đầu mà chúng ta đứng đấy anh em ạ. Ở đâu đó xung quanh đây là nó có cái hầm của tôi. Đấy, tôi đào phát ra đây luôn. Thích nhờ, phê phai các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi về anh ạ. Đi về rồi. Úi trời ơi. Ôi. Ờ. Phiên bản mới nhất là chôn à? Về đào cục sắt là nó ra raw iron á. Tưởng là quặng đi tìm mãi méo ra sắt thử nung raw iron mới phiện ra lò ra sắt. Nhanh trí vô công khai mạng lan này mà ra lan. Ôi. Trời ơi, tôi đọc bình luận của anh em đấy. Ui rồi ôi. Lúc đấy mà tôi mà rơi vào lava là đi bụi cái cuôn này rồi đây các bạn. Trời ơi, sao con quỷ lửa nó bắn mà tôi không nghe tiếng nó bắn nhở? À, nó mất dạy quá các bạn ạ. Đạch lét bẩn thế nhở. Đây này. Chính là con này này. Ôi từ. Ôi từ anh ơi. Thầy em anh ơi. Thôi đi về rồi các bạn. Chứ cứ đứng ở đây chốc nó bắn cho lòi giòm vào đấy. Úi dồi ôi căng nhở. Úi dồi ôi. Chứ đứng ở đây mà nó còn bắn được tôi luôn. Kinh thế. Con này nó máu lạnh nhở. Xa này nó còn bắn được không. Đây tôi đi cái đường này đi. Đi men men về thôi các bạn. Biết thần biết phận thôi. Úi dồi. Lên thôi. Từ từ chúng mày. Để tao đọc bình luận của anh em đấy. Có xô nước kìa anh á. Có xô nước làm ở dưới anh em. Nên mình tắm nước ở trong này là nó bị chảy ra mà. Nó cũng chả làm được cái gì đâu anh em. Em cứ chồn tôi. Em comment góp ý hay thì không comment ạ. Em muốn comment chôn tôi. Toàn chôn tôi thôi. Trời ơi. Úi trời ơi. Từ từ. Nói chung là mình parkour là mình phải bình tĩnh các bạn. Úi trời ơi. Ui. Cái gì đấy? Sao mà nó có âm thanh gì mà nghe ghê thế? Kinh quá các bạn, kinh quá. Nhảy qua đây này, ôi xuống này. Ôi mày suýt chết luôn rồi các bạn. À, căng thẳng. Úi dồi ôi, tôi mà ngã xuống cái hố này là chết luôn đấy. Nhảy qua đây này. Không biết là cái chỗ ở trước của tôi ở đâu ấy nhở. Tôi... À đây này. Cái cột này. Anh em có nhớ cái cột này không? Cái cột này là trước là tôi xây ra ở đây. Cái cổng của tôi là nó nằm ở bên trên này. Bây giờ tôi sẽ xây lên bên trên này các ạ. Từ tôi nhảy qua đây đó. Rồi tôi đứng ở đây tôi xây lên đi. Tôi sẽ... Sao tôi nhìn cái bên trên này trông nó hoang tàn nhở. Tôi có nhiều đá mà đúng không? Tôi có nhiều đá mà tôi không lo anh các ạ. Ăn cái đá. Bật tọa độ là. Đây anh em. Thực ra là tới đây là tôi nhớ rồi. Đi thêm một đoạn nữa là chúng ta sẽ gặp cổng thôi.
Anh em đừng có lo. Tôi sẽ xây ngang ngang qua đây đi. Ờ đây, tôi sẽ cố gắng để tôi đi ra bên ngoài này đi. Chứ mà bây giờ sợ đào lên, tôi sợ tôi đào vào lava ấy. Nên là ghê ạ, tôi sẽ xây ngang ngang qua. Mong là đừng có scare nó bắn tôi. Xô nước với vạc là dùng được ở Nether á, thế á. Muốn play chung ghê à? Từ từ ấy các em, tầm đánh của nó xa lắm. Ừ đúng rồi, nó bắn xa nhờ. Mấy nó bắn xa quá anh các bạn. Láo toét thật. Tôi sẽ xây càng ngang qua đây. Ui, bây giờ mà ngã xuống chắc là tụng tòi đấy. Ui, cao thế. Sao mà cao thế? Đừng có con nào bên trên nhảy xuống nhá. Đây, tới chỗ này có vẻ nông rồi này. Tôi sẽ lên chỗ này. Đừng có con quỷ lửa nào nó... Bây giờ mà con quỷ lửa ra con scan nó bắn cho phát thì vui vậy kìa. Vui cả người đấy. Thắm nó vào. Thắm cái lava vào. À đấy, đây này. Ôi, ôi nhanh 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 vào 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 vào. Em chào các anh nhá, em chào các anh nhá, em chào các anh. Ôi, thành công rồi. Ui ôi, thành công rồi các bạn. Ui, cục mỹ mãn luôn. Quá tuyệt. Quá tuyệt. Đây ạ, đây. Để cho anh em xem một chiến binh thực thụ đây các ạ. Một chiến binh thực thụ ấy chứ còn gì nữa. Quá tuyệt luôn anh em ạ. Để dọn tí đồ không nào. Mấy cái đồ địa ngục này tôi sẽ cho vào một cái rương địa ngục đi. Ui. Ui. Tôi đi trong địa ngục mà tôi đau hết cả tim các bạn. Từ từ tôi thở cái đã nhá. Thở cái đã. Tôi sẽ cất đồ vào. Đây, tôi sẽ cho cái này là rương địa ngục này. Tôi sẽ cất mấy cái đồ vào vẩn vào. Nghe dở à? Chả có ích gì lắm. Bướu này giờ để ngon quá, ngon quá. Tôi sẽ làm một cái ruộng để tôi trồng cái bướu này ra luôn. Cái ruộng ấy tôi làm ở đâu được nhỉ? Đây, tôi sẽ làm nó ở bên cạnh cổng địa ngục đi nhỉ. Tôi sẽ đào nó ra sâu sâu bên trong. Thì là cái ruộng cho bướu Nether ấy là mình sẽ không cần ánh sáng anh em ạ, bởi vì là cái bướu này là nó sẽ mọc được trong bóng tối. Khá thú vị nhỉ. Giết rồng đi anh à. Để từ anh ạ, để từ từ để trồng cái bướu đã. Bao nhiêu tuổi nhỉ? 1 2 3 4 là tôi sẽ đào nó thêm tí nữa. Từ từ trồng xong rồi chúng ta đi tìm kim cương nhá, chúng ta đi tìm cái hồ rồi tìm đất sét đúng không? Đấy, tìm đất sét nó giống như là anh em Thịnh nói đấy, rồi thì chúng ta đi tìm kim cương thử xem có được không. Dù sao thì tôi cũng cần kim cương mà đúng không? Chứ mà thật sự là xong cái pha vừa nãy là tôi cũng khá là ghê cả. Xong cái pha mà suýt đi bụi vừa nãy căng. Đấy, trồng ra thôi. Mà tối này là khả năng là quái nó spawn ra đấy các bạn, nên là chắc là tôi vẫn cứ cắm đuốc vào cho nó an toàn. Chắc là tôi sẽ vẫn cứ cắm một cái vào đâu nhỉ? Tôi sẽ cắm lên trên này đi. Cắm vào đây, đấy, được rồi, cắm đuốc vào cho nó an toàn đúng không? Quái nó không spawn ra. Sao nó lại có một cái đuốc ở đây nhỉ? Phá đi, rồi. Tôi làm khiên đấy các bạn, tôi làm khiên đã nhỉ. Cất cái này, cất cái bướu này. Cất cái yên ngựa này, đấy, mình có cái yên ngựa ở chốc nữa, nếu mình gặp ngựa thì bắt luôn anh ạ. Tôi sẽ mang thêm một cái yên này luôn, chốc gặp ngựa bắt luôn. Còn cái khiên này, gỗ của tôi đây rồi. Ở dưới này nó không có cái craft table nhỉ, tôi để một cái vào. Tôi sẽ để nó vào đâu nhỉ? Và đâu thì hợp lý nhỉ? Cũng không có chỗ nào hợp lý nhỉ? Đây, tôi phá cái rừng này đi. Tôi sẽ để nó bên cạnh cái rừng này đi. Đấy, hợp lý các bạn. À mà thôi, tôi sẽ để nó vào cái rừng bên dưới. Đấy, mình trông cái này nó đẹp hơn. Thế còn bên trên tôi sẽ để cái này, được rồi. Tôi cất cái rừng này đi. Tôi sẽ tạo cái khiên đã. Một cái khiên mới, ok rồi. Đấy, công nhận là mình có cái khiên an toàn hơn hẳn anh em ạ. Ông nhớ nhắm tên tôi à. Ông nhớ nhầm à? Ơi nhà tôi nhớ nhầm rồi. Trời ơi, vừa tôi đọc bình luận mà tôi thấy Thịnh với ông Cao gần nhau quá, đọc nhầm luôn rồi. Cất xương đi này. Cất que đây. Cái que này bây giờ có lốt ngọc thì tốt nhở. Cái bật lửa cho là cất bừa vào đây đi nhở. Được rồi. Giáp nữa à? Giáp cất vào đây luôn anh ạ. Vàng cất vào đây.
Kem dung nham cất vào đây. Được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kim cương anh em nhá. Thử đi tìm cái hồ nhá. Tôi cũng không biết là kem nó có đúng không thì tôi cũng thử xem nào. Từ từ này, tôi xuống tôi mang mấy tấm kính lên đã. Tôi mang mấy tấm kính lên để tôi lắp vào cái nhà của tôi cho đẹp đấy các bạn. Trần Quốc Bảo. Hello anh em Bảo. Tôi lắp kính vào đây. À, thế này thì cái nhà của mình nó an toàn hơn thì mình cảm giác có riêng tư hơn đúng không? Chứ không thì kiểu là buổi đêm mình đang nằm rồi mình đang làm chuyện gì ấy, kiểu là mình đang xem cái gì đó nó riêng tư ấy, tự nhiên có scare nhỏ. Hết mẹ riêng tư luôn anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái hồ đúng không anh em? Đây nhá. Tôi đã thử xuống cái kia xem có cái hồ không nhá. Cẩn thận anh ạ, cẩn thận. Từ từ từng bước một. Ê. Công nhận là ra ngoài nhìn tôi nhìn thấy mọi thứ nó yên bình, thấy đẹp quá các bạn ạ. Thích. Bờ sông đúng không? Tìm xem có đất sét đúng không? Hình như là trước là tôi nhớ là xung quanh đây là tôi cũng từng thấy đất sét ở đâu ấy. À, đây là cát thôi nhỉ. Đây là này anh em, đây này. Tôi tìm thấy rồi này. Thế bây giờ sao? Thế bây giờ thì tôi phải làm sao để tôi từ cái này tôi tìm ra được mấy cục diamond này anh em. Bây giờ sao anh em? Ở đầm lầy mà không? Thế nào mày? Ra sông làm gì thế à? À thế giờ thì ở đầm lầy thì giờ sao để tìm? Nhảy thẳng xuống như dream á. Thế giờ sao để tìm anh em? Uầy, mình đứng ở đây sao mình nhìn trông đẹp phết đấy các bạn nhỉ? Uầy, trông nó có cái lửa trại nó ấy lên kìa, trông chill nhỉ? Thế là sao tìm anh em? Thì mình cứ từ cái chỗ này rồi mình đào thẳng xuống hả anh em? Nhìn ra nhân 3 ô đi á? Nhìn ra nhân 3 ô à? Thì là sao? Nhìn ra á? À, đây là có bao nhiêu? Ở đây có mỗi 5 cục với cả có mỗi 5 cục đất sét. Theo tôi xem trên mạng là nó phải tạo ra một cái hình chữ thập ấy, thì là đất sét phải tạo ra mình chữ thập ấy, lúc cái mình đào xuống thì mình mới tìm thấy. Nhưng mà theo tôi xem trên mạng là như thế. Cháy nhà à? Đào thẳng xuống à? Thử nhá. Đào thẳng xuống rồi xem mà có không nhá. Đây tôi đào thẳng từ đây xuống nhà, đào thẳng ở chính giữa luôn này. Đây anh ạ, chấm nó vào. Đấy, này là ngon đấy. Để cầm cái đuốc ra. Ui ôi, bây giờ mà đào thẳng xuống mà. Đây, tôi đào hai phía này cho nó an toàn. Rồi. Đặt 5 block theo hướng Y á. Là sao? Nhìn ra tọa độ X á. Trung tâm của cụm Clay. À, ok. Trung tâm của cụm Clay à? Để từ từ tôi xem thử tìm thế nào nào. Xem thử là anh em có bài nào nào. Trung tâm của cái cụm đây. Cái này trung tâm đây. Là nhìn ra tọa độ X đúng không? Rồi thì đặt 5 block theo hướng Y à? Ok, để tôi nhòm thử xem cái nào là X à. Tôi đi về đây là X có đang giảm đúng không? Towards negative X. Đây là towards positive. Đây là, thì đây là X cái này. Đây là X đúng không? Thế cái nào là hướng 5 block theo Z đúng không? 5 block theo hướng Z đấy. Nếu vậy Z ở đây đúng không? Đặt 5 block có bên này à? Xong rồi thì đào xuống à? Sau đó đi tới 6 ô á? Sau đó đi tới 6 ô á? À thì là tôi phải đi về hướng X 6 ô ấy hả? Xong rồi tôi đi qua hướng Z. Thế hả? Thế sao? À ok. Vậy nhá. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6. Đây. Đây hướng X đúng không? Xong tôi đi qua hướng Z nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Ok chưa? Xong rồi tôi đào xuống đúng không? Nhờ. Xong rồi tôi đào xuống em nhá. Đào thử xem là anh em thế nào nào. Nào nhanh còn chứ không là ông chết đuối rồi. Ôi, cái này mà. Rồi ok rồi. Đào xuống rồi.
không cần đi theo Z á. Đi về hướng Z6O à? Thế à? Phải rắc rối nhở. Ok, vậy thì tôi sẽ đi về hướng ấy, 6O là Z đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây nhá. Nào, thử xem cái cách của game thế nào, nào mà sao mà mãi mà chưa tìm được kim cương mà thấy gọi là hơi lâu rồi này. Thử xem mà nó có hiệu nghiệm không nào. Được chưa? Thế này được chưa? Thế này là vừa ý anh em chưa? Thế giờ sao? Thế giờ thì nói chung là có cần phải đi theo Z không anh em? Mà thôi, tôi nói thật là bây giờ tôi cứ đào thẳng xuống đi. Đào thẳng xuống, xong đó là tôi cứ đào rộng bên dưới ra đúng không? Thì nói chung là mình có đi qua Z hay là X là 6O đấy hay 5O gì, thì cứ đào rộng ra một cái hình gọi to đùng ở dưới đấy thì là hợp lý luôn đúng không? Chứ mà cứ đi đi như vậy thì chung là cũng chả biết thế nào đúng không? Đào xuống thôi đấy, chung là bây giờ đào xuống thôi anh ạ. Thử xem thế nào. Đào xuống tầng 11 đúng không? Đấy. Có nhạc nhạc chill lại lên đấy anh em. Sau những giờ phút gọi là thở không ra hơi, thích quá anh ạ, chill chill tuyệt vời luôn. Về pha anh ạ. Hình như đây là bài Squadron đấy nhở? Chưa chào rồi. Thế này thì nó có thế này thì nó có đánh bản quyền tôi không nhở? Từ từ anh ạ, từ từ. Tôi cho nó nhỏ xuống nhá. Chứ không thì nó đánh bản quyền tôi chết cha ở đây các bạn nhá. Đấy. Thì tôi sẽ nói nhỏ nhỏ xuống luôn. Đấy thì nếu mà anh em muốn nghe thì anh em bật to lên nghe nhá. Chứ không là bản quyền đấy, ghê lắm. Đào ra luôn GN luôn quá thế. Chắc là không vậy đâu. Bây giờ mà đào ra cái đấy luôn thì chắc là ông trời độ tôi quá. Ôi, tôi đào xuống ấy luôn rồi này. Tôi đào xuống cái tầng dưới luôn rồi này. Tôi đào hằng quá anh ạ. Tôi đào xuống tận rồi. Đào xuống tận của bedrock luôn rồi. Tầng 11 đây đúng không? Tôi confirm là tôi không thấy kim cương nhá. Tôi sẽ thử đào rộng ra xung quanh xem có không nhá. Sỏi này. Mà thường là sau sỏi nó có kim cương đúng không? Để tôi đào thử sâu vào bên trong này xem mà có không. Biết đâu là lại có nhở. Biết đâu là may mắn. Bây giờ mà tìm một kim cương thì cũng ngon nhở. Phá này ra rồi. Công nhận là dùng đuốc cái này phá sỏi nó khá tiện này các bạn. Ồ, tôi tìm được lapis này. Ngon này các bạn. Không có kim cương nhưng mà có lapis, chung là nó cũng ok đấy. Sau này là mình có thể khảo mở đồ. Bây giờ tôi có kim cương thì tôi sẽ làm cái bàn phù phép. Tôi đào ở đây nào. Có vẻ là không có rồi anh em ạ. Có sắt thôi. Có sắt thôi anh em ạ. Bây giờ phải đào xuống nữa hả? Thường là đào xuống tầng 11 là nó có kim cương rồi mà anh em. Ở đây em sao nào? Khá nhiều sỏi. Thực ra sỏi cái này thì nó cũng có lợi đấy. Vì kiểu là thì tương lai thì nếu mà tôi mà có xây cái gì bằng bê tông ấy thì nói chung là nó cũng sẽ khá là có lợi. Đặt nó vào đây rồi. Nhưng mà chỗ này có vẻ là không có kim cương rồi anh em ạ. Chắc là thôi để gọi là thôi thì mình cứ thử đào thêm tí nữa làm sao. Biết đâu thì mình lại cố gắng thì lại tìm được đúng không? Biết đâu là ông trời là không phụ vào lòng mình rồi. À, tôi hết luôn đuốc rồi, tôi phá đuốc ra. Sỏi ở trên sông à? Sỏi trên sông nó rơi tận xuống đây luôn à? Kinh nhở? Sỏi dài nhở? Ủa tối thế? Tối thế này nó lại làm tôi nhớ lại RL Crab anh em ạ. Cái lúc mà tôi đứng ở trong cái chỗ tối quá trong RL Crab ấy, Là nó có một cái thông báo, nó báo tôi là tôi có thể bị giết bởi một cái con vật gì đó. Ghê nhở? Ghê các bạn. Có vẻ là sau cái đống sỏi này nó cũng không có kim cương kìa các bạn.
Có vẻ là ông trời đã phụ lòng mình rồi hả? Không có gì nói anh ạ. Tôi sẽ thử đào theo tôi sẽ thử đào qua một cái đường khác làm sao nhá. Chúng ta cùng thử tìm xem là có may mắn không. Tôi cũng không biết là có may mắn không nữa anh ạ. Mong là may mắn. Đào xuống bedrock luôn đấy hả? Kinh vậy. Đào xuống đấy không có đâu anh ạ. Đào ở tầng này mới có chứ. Có gì trong kia? Tôi đào rộng hết cả xung quanh ra luôn. Tôi nghe có tiếng nước ở đâu ở xung quanh đây các bạn. Hình như xung quanh đây nó có hang động ấy. Nên là nó có tiếng nước ấy. Bây giờ mình tìm được hang động, khả năng mình tìm được thêm kim cương là nó cũng khá cao đấy nhỉ. Có cái tiếng quái nữa kìa. Toàn cái xẻ cơ. Xuống bedrock có à? Nhưng mà theo tôi biết là thì xuống bedrock là nó sẽ thì cái tỷ lệ nó spawn ra kim cương nó ít hơn ấy. Thế tôi nghe thử anh em thì tôi xuống thử bedrock làm sao? Thử nghe theo anh em phát làm sao để biết đâu là tìm được thật đi. Hồi trước là tôi đã từng tìm được từng tìm được kim cương ở dưới cái ở dưới tận chỗ bedrock rồi luôn. Thế nhưng mà nói chung nó spawn ít lắm anh em ạ. Phải đào ở tầng thứ 11 đấy thì mình mới tìm được nhiều. Có vẻ là không có rồi anh ạ. Thôi mình lên mình đào tầng thứ 11 đi anh ạ. Chung là tôi chăm chỉ có đào ở đây thêm một tí nữa làm sao. Biết đâu đã may mắn đúng không? Đây là đúng là tầng 11 đúng không? Biết đâu chốc lại may mắn. Đào ra mỗi bên 5-6 block à? Đấy, tôi đào cái này là tôi đào cũng gọi là đấy. Nói chung là cũng là tầm là 5-6 block rồi đấy. Đáng ra là phải có chứ nhở. Thực ra là mấy cách mà người ta chỉ trên mạng ấy, chung là chúng ta đéo tin ở đâu anh các bạn, nên là anh không đừng có tin. Thường là trên mạng là nó có ai chỉ vậy để kiểu là nó có thêm view ấy chứ mà nó đéo uy tín ấy. Úi dồi, lava cái này thì chắc ở xung quanh đây là nó sẽ có một cái hầm đấy anh em ạ. Khả năng ở xung quanh đây có một cái hầm đấy. Hạc ấy. Ôi, có khoáng này tôi không biết là có kim cương không nhỉ? Ồ, có một cái hồ lava ở đây à? Giờ mà thấy kim cương ở trong cái đống này nó đúng là hiếm nhỉ? Bây giờ mà thấy kim cương nó phê lắm đấy. Để tôi qua tôi đào cái đống đá đỏ xem sao. Biết đâu ấy, đằng sau đá đỏ mình lại tìm được cái gì đó đúng không? Biết đâu. Úi dồi ôi, suýt tí nữa là tôi rơi vào lava luôn đấy, căng. À, theo tôi được biết là thường là ở dưới, thường là ở dưới lava này là nó sẽ có kim cương ấy. Nhưng mà tôi lại không có. Nhưng mà bây giờ là không có cách nào để mình nhòm được ở bên dưới lava có cái gì. Tôi làm thử rồi ấy, thế à mà không có à? Và chưa được cục kim cương là ý chí lung lay chơi anh hai. Không sao, tập này lo gì. Tiện là mình đang ở tầng 1 thì mình đào kim cương luôn, thoải mái các bạn. Chả sao, tranh thủ mình chung là mình chịu khó mình dành một buổi. Chịu khó mình dành một buổi mình đào nhiều kim cương tí thì các buổi sau là mình sẽ đỡ phải đi tìm, đúng không? Chịu khó tí các bạn. Hồ lava to nhỉ. Dưới bedrock á? Hay làm sao mà đào được xuống dưới bedrock anh em? Nhảy xuống coi thử coi có không. Anh em điên quá. Anh
Nghe không? Anh em toàn cho tôi cái mẹo gì cái này? Chết cha rồi. Này là ai cái này mà? Này mà ai mà ta mà theo anh em mà chết rồi. Hang động này anh em ơi. Ngon chưa đây? Cái lava này nó có chảy xuống tôi không? Là không đâu. Ui hang động này anh em ơi. Hang động ở tầm này chắc là sẽ tìm được kim cương đấy. Ngon quá. Ngon quá, tôi bảo anh em rồi mà. Mình cứ chăm chỉ ở thể nào là mình cũng tìm được thôi. Từ từ tôi chỉnh lại cái này đã. Ui, quái kìa. Quái tầm này nhầm nhò gì? Với tôi vừa mới đi ở trong vừa mới đi trong địa ngục xong. Ui đông nhỉ. Ui đông nhỉ anh em nhỉ. Ui đông thế này. Tôi sẽ hất nó vào lava được không? Ui giời. Ui giời. Chừng là bây giờ sợ creeper thôi. Scare này cái này. Ui giời. Láo này trèo lên thì chết luôn. Tôi sẽ thử đi qua bên này. Theo tôi nghĩ chắc là bên này nó sẽ có ấy đấy. Sẽ có một vài cục kim cương, mong thế. Mong mà nó có ấy cả. Nhưng mà cái lava nó nguy hiểm nhỉ. Tôi không biết là tôi có nên chắn nó lại không. Ui creeper kìa. Trời, nó to thế các bạn. Tôi nhìn rõ cái đầu con creeper luôn. Xuống thử dưới các bạn nhá. Ui dồi ôi. Từ từ nào scare. Ôi, chết rồi anh ạ, chết rồi. Ok. Xít ông bị gì rồi thế à? Chắc là thỉnh thoảng mới tìm được đây anh ạ. Thỉnh thoảng chắc là may mắn ấy thì nó mới có. Để có đào qua bên này mà chết cha rồi, cái quốc của tôi cũng sắp hỏng rồi. Có không? Nhóm thử xem mà có không. May mắn thì có, không may mắn thì chịu thôi. Có không nhở? Chưa thấy anh em ạ, để tôi dùng nước để tôi biến hết cái đống này thành hắc thạch này. Đi cho nó dễ hơn. Ôi zombie con ơi. Làm sao mà em chơi được với anh? Làm sao mà em outplay được anh? Outplay anh này. Bố láo bố léo anh em ạ. Nó cứ nghĩ là nó chơi được tôi. Láo thật. Gia đình không dạy nó đấy. Cái đấy là cái hậu quả của chuyện là bố mẹ không có ý thức dạy con đấy anh ạ. Bù lao bù lêu. Ô có vàng à? Không không, tôi nhìn tôi cứ tưởng vàng. Ôi sao con Enderman trông đẹp thế này. Trông đẹp vậy anh em nhỉ. Ôi trời ơi. Đứng cạnh con Enderman là con creeper ấy, tôi vừa mới nhìn xong ấy. Không thấy có kim cương anh em ơi. Ui trên này là chốc nữa khả năng cao là con creeper đến thăm tôi đấy. Đây này. Nó thăm tôi rồi, tôi vừa nhắc xong. Nó đi. Ôi dồi ôi. Có kim cương không? Ôi em chào anh. Tôi tiện thể farm con này luôn. Đào vào đây tầm 3 ô này. Có sắt luôn này đấy. Xong rồi mình dụ nó. Đâu rồi? Đây kìa. Vào đây kìa. Ê, đâu rồi? Đâu rồi? Enderman, Ender. Anh thấy nó đáng sợ khi nó cầm bùa hộ mệnh. Cắm cái đuốc ra chó sáng nhà sáng cửa anh ạ. Kinh chưa? Khá là tối. Úi dồi, tối thế. Không có gì rồi anh ạ. Có vẻ là hôm nay số chúng ta hơi xui xẻo rồi. Chắc là tất cả may mắn là nó đều dồn vào cái pha mà tôi sống sót ở trong lâu đài rồi đấy các bạn. Chắc là thế nên là bây giờ tôi chả tìm được một cái gì luôn. Có cái gì ở đây không? Đây là vàng này, tôi đã lên đào tí vàng. Cẩn thận nhé, cẩn thận. Vẫn phải cẩn thận creeper đấy, không được đâu. Cực kỳ cẩn thận creeper đấy. Úi dồi ôi, sao mà cái chỗ này nó rộng thế.
Đã có creeper rồi kìa, tôi mới nhìn thấy nó xong đấy. Creeper này. Trời. Trời. Rồi, ngon rồi anh ạ. Thật ra là cái chỗ này nó rộng rộng thế này, tôi đào là cũng hơi sợ sợ anh em ạ. Bởi vì là nó có nhiều hướng cho con creeper đi tới quá. Cũng hơi lo lo. Mai theo đường thẳng đi. Ừ từ từ đấy, từ từ đấy. Tôi đào cái vàng đấy anh em nhá. Tôi đào vàng tí đã. Vàng nó đẹp mà đúng không? Vàng nó cũng có lợi. Trốn trốn vào đây. Trốn trốn vào đây xong đảo anh ạ. Bây giờ mà creeper rơi xuống nó nổ phát là tôi cũng chết đấy. Không biết là tôi có chết không. Bởi vì là cái giáp của tôi đây đây. Ở chết cha rồi. Thế tôi đi tôi để cái giáp để bảo vệ khỏi vụ nổ ở nhà rồi. Không sao đâu, phải cẩn thận. Chung là mình cẩn thận rồi mình sẽ không để bị nổ là được thôi. Ôi, có khá nhiều vàng nha bạn. Có tận mấy cục luôn. Tôi sẽ xuống tôi đào thử nhá. Ôi, do nó tắm trong lava hả hay vậy? Tôi sẽ xuống đi thử bên này xem có không anh ạ. Chả lẽ hôm nay chúng ta không tìm được một cục nào? Buồn cười chứ. Hổ to lắm anh em ạ. Hổ khá là to. Có khá là nhiều khoáng đấy. Nhưng mà mỗi tội là... Ui dồi, từ từ nào. Nhưng mà mỗi tội là nó có mỗi ấy thôi anh em ạ. Mỗi vàng thôi. Chưa thấy kim cương đâu. Có thể có scare này. Tôi tội đào vàng đã. Ok. Đây tôi sẽ đào luôn cái redstone này đi. Ôi, từ từ nào em. Anh em thấy nhạc có nhỏ không? Nhạc tôi cho nhỏ xuống ấy thì anh em thấy là nó có quá nhỏ không hay là nó vừa không? Làm táo vàng à? Vàng có lợi. Từ từ. Tôi đứng vào góc đã rồi tôi đọc comment của anh em được. Vàng có lợi khi trao đổi còn nó vô dụng. Ừ vì nó là ừ thực ra là ừ đấy thì như anh em bảo là làm táo vàng rồi đấy. Làm táo vàng cũng ngon. Tôi lên đào tìm tí vàng á. Anh em thấy nhà có nhỏ quá không thế hay là nó có vừa không? Nếu mà nó mà nhỏ quá thì anh em comment số 1 thì cho tôi biết để tôi còn chỉnh nó to lên cho anh em nghe nhá. Tôi nghe tiếng của Ender. Đào ở đây đã. Uầy, ở trên này nó một cái hầm. Chẳng nói lại luôn đây kìa, chứ không mà chốc creeper rơi xuống nó thăm mình đấy. Ồ, hình như cái under là nó ở trên này này. Chẳng nói lại rồi. Hai à? Hai thì là... Hai là vừa. Hello ông, nay xem hơi trễ không sao. Có gì đâu anh em. Anh em thích thì anh em vào xem thôi. Nói chung là... chung là anh em mệt mỏi thì anh em vào anh em xem, còn không thì anh em cứ xem cái gì khác cho nó vui, tùy anh em mà. Tôi chung là tôi thoải mái, anh em thích thì anh em xem nhá. Động khá là rộng anh các bạn. Có khá là nhiều hồ lava nhưng mà lại không thấy kim cương. Đào cái cục cái đã. Có than ở chết cha rồi, nhưng mà tôi nhận ra có vẻ là chúng ta phải về rồi. Đồ ăn của tôi cũng còn có đúng một miếng thịt đấy các bạn. Có đúng một miếng rồi. Về rồi. Với cả là tôi cũng không có gỗ để tôi làm đuốc nên là chắc là cố gắng đào thêm tí cả rồi thì mình đi về. Tôi đã đào cái này. Nhòm xem là có con nào không đã. Nhưng mà mình cũng được khá khá rồi đấy. Tôi sẽ vứt một cái gì đây, tôi sẽ vứt thuốc súng ra đi, không cần đâu. Đào, đào cái tí sắt anh cầm nhá. Ok rồi, bây giờ chúng ta lên thôi các bạn. Thế này được rồi đấy nhỉ.
Ôi ở trên tay, ở trên có vào này. À sắt à? Để tôi đào thêm tí không chứ. Tôi đang có hứng thú. Đang máu. Úi dồi ôi, úi dồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, rồi. Xương à? Xương thì cần là một xương chúng cũng cần đấy. Tôi sẽ ăn nốt cái miếng thịt cuối cùng đi. PP ông tôi nghỉ thôi, mệt rồi. Ừ ok. Anh em đi ngủ đi nhá. Đấy. Mai anh em rảnh thì anh em vào xem. Bye bye anh em. Tôi sẽ đang có một con Enderman là thôi, nói chung là đào lên đi anh em nhỉ, đào lên rồi. Đi về rồi. Này tới đây rồi. Đào lên rồi ọp thôi anh em ạ. Ôi tôi đào quái nào mà nó lại ra cái hang cái này, what the hell. Tôi đào cái hướng này đi. Đào lên thôi, bây giờ là tầng thứ 13 nhỉ. Ui dồi ôi, hang nữa này. Để lấp cái hang này vào đã. Ok. Lên thôi, lên thôi, lên thôi. PP ông tôi đi xả chất. Ok. Ok, em đi đi. Trời ơi. Nếu mà có ai cao nào mệt thì em cứ đi ngủ đi. Hay tôi đào lên xong rồi tôi cũng sẽ ập thôi. Hãy bye bye game nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá, mà giờ đêm mẹ rồi. Chúc anh em đi ngủ ngon nhá. Tôi sẽ ập sim luôn anh em ạ. Ập sim luôn chứ bây giờ tôi cũng đào lên tôi đi về tôi cũng chả có gì đâu nhá. Bye bye anh em.